Vâng, xin chào toàn thể anh em chơi audio toàn quốc. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của Linh Phạm Audio, kênh chính thức truyền review hàng bãi tuyển chọn của bên em. Và như thường lệ, anh em nhớ like cũng như cho em một đăng ký để kênh ngày một phát triển hơn. Xin cảm ơn tất cả anh em. Vâng, thì với cặp loa trước Pioneer CS-77A đã giới thiệu đến anh em, thì đây tiếp tục là đàn anh của CS-77A, đó chính là Pioneer CS-88A huyền thoại, và một trong những cặp loa có thể nói là đáng sở hữu cả về chất lượng âm thanh cũng như là kiểu dáng hình thức, và loa mắt cáo cổ rất là đẹp. Vâng, thì với cặp loa này, hình thức hàng bãi về nguyên bản cũng như là e căng, có lê căng zin được tuyển chọn rất là kỹ về toàn bộ mảnh lưới e căng, cũng như là không có một cái thiếu sót nào ở trên những cái mắt e căng, cũng như là không gãy. E căng rất là đẹp. Đấy là phần e căng. Còn với thành quách bên ngoài thì sử dụng thùng gỗ lạng, vân gỗ tự nhiên rất là đẹp, và vân là vân đều từ vân mặt đến cả hai bên sống của cặp loa. Anh em có thể nhìn thấy này, đó, rất là đồng đều. Đây là phía trên mặt cũng như là góc cạnh bốn xung quanh của cặp loa, sắc nét. Đấy, cái này là bẩn anh em nhỉ, đó, đẹp long lanh ngay. Đấy, em xin quay phía sau cặp loa này luôn. Phía sau loa của Pioneer CS-88A thì gồm cọc loa cũng như là hai cái núm tinh chỉnh cho chín áp âm và dương, và đường chỉnh chung cũng như là đường chỉnh chép. Hãng có đề là Pioneer CS-88A với công suất maximum là 80W và trở kháng là 8 ohm, được sản xuất của tập đoàn Pioneer cũng như là made in Japan. Phía dưới là tem của nhà sản xuất cũng như là số series của chiếc này là NATG 16329. Vâng, Pioneer CS-88A đây là hàng xuất Mỹ anh em nhé. Loa này về từ Mỹ, chất lượng còn rất là đẹp. Và thì sẽ mở cái căng ra để anh em có thể chiêm ngưỡng được tuyến loa bên trong. Hình thức bên ngoài nếu với anh em là xem thì có thể nói là chấp nhận ở cái điểm 9 điểm 10 rồi, rất là đẹp. Còn quan trọng nữa là tuyến loa bên trong nữa. Mà thì đây là mặt mũi của em nó. Đó, Pioneer CS-88A tuyệt vời. Đó, đây là một cặp loa rất là đẹp. Sử dụng cho mình là cấu hình 1 bát 30, gân vải, 2 loa chung giấy và 2 loa chép giấy, cũng như là 1 loa chép còi phía trên nóc. Thì cái bên này cũng thế. Thì em sẽ quay chậm để anh em có thể nhìn chi tiết từng đường tiếng một. Tại vì nếu anh em nào mua loa của em cũng có thể là xin ảnh thì em cũng chụp rất là chi tiết, nhưng mà tiện xem video đây thì anh em có thể chiêm ngưỡng luôn được. Tại vì cũng rất nhiều anh em nào có thể là em chụp nét quá như nào anh em lại sợ là loa lại không đẹp, nhưng thật ra thì loa nó đẹp, chụp lên mới đẹp chứ anh em. Có rất nhiều anh em hỏi cái câu của em là tại sao em chụp loa lên đẹp thế, thì loa em nó đẹp thì em chụp lên nó đẹp thôi, không phải là cái gì cả. Kể anh mà em cũng chụp được điện thoại cũng không có cái gì là cầu kỳ về máy ảnh hay không máy ảnh cả. Đó, tất cả là em chụp điện thoại cũng như quay điện thoại hết, thu âm từ điện thoại. Đây thì có cái gì quay đây, chụp rất là chi tiết thì anh em có thể nhìn thấy được loa em có sao bán thế. xấu với màu xấu, đẹp với màu đẹp. Đó, thì anh em yên tâm về chất lượng hàng tuyển chọn thì với những cái dòng Pioneer CS-88 hay 77 này, kìa 99 thì đều là những cái dòng loa mắt cáo anh em chơi sưu tầm rất là cao. Nên là đáp ứng cái tiêu chí đấy thì shop em cũng tuyển hàng loại 1, cũng như là chọn tuyến loa đồng đều nhau mà phải đẹp. Đó, còn đâu nhiều khi nó chỉ làm cấn một chút ở màng nọ màng kia, cũng như là bát nó hơi vết vết một chút thì anh em chơi cũng không thích, mà thích nó phải đẹp căng như này cơ. Hàng bãi về mà phải chọn đẹp căng như này cơ. Đó, thì giá thành cũng như mọi thứ khi mà anh em chơi những cặp loa nó mang tính chất sưu tầm như này thì yên tâm, nhất là chất lượng. Còn giá cả thì rõ ràng là xấu đẹp có thể chênh nhau một vài triệu là chuyện rất là bình thường. Đó. Mà thì sau đây xin mời anh em đến với clip test của cặp Pioneer CS-88A này. Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao, gặp gỡ chi rồi thoáng tựa chim bao. Tình anh như áng mây cao, tình em như ánh trăng sao, cớ sao mình chẳng được gần nhau. Cuộc sống kim tiền chia cắt đôi ta, bạc trắng đưa hồng miếng đời thêm xa. Đường anh tương gió bao la, đường em theo ngấm theo hoa, đớn đau này muôn kiếp không ngờ. Hẹn ước nhau chi cho một người ôm nỗi lòng, nhìn theo một chiếc xe. Chẳng năm biết có duyên gì, gian duyên nếu có qua cầu, thì hợp tan duyên số mà thôi. Một bước xa rời muôn kiếp ly ta, một cánh thì không khiến người xa. 12 bên nước thênh thang, từ đây đôi néo khoan xa, khóc cho đời bạc trắng lứa hồng. Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao, gặp gỡ chi đôi thoáng tựa chim bao. Tình anh như áng mây cao, tình em như ánh trăng sao, cớ sao mình chẳng được gần nhau. Cuộc sống kim tiền chia cắt đôi ta, bạc trắng đưa hồng níu đời thêm xa. Đường anh sương gió bao la, đường em theo gấm theo hoa, đớn đau này muôn kiếp không nhỏ. Hẹn ước nhau chi cho một người ôm môi hồng, nhìn theo một chiếc xe. Chẳng năm biết có duyên gì, gian chuân nếu có qua cầu, thì hợp tan duyên đó mà thôi. cánh thì không biến ngày xa. 12 bên nước thênh thang, từ đây đôi néo quang sang, không cho đời bạc trắng lứa hồng. 12 bên nước thênh thang, từ đây đôi néo quang sang, không cho đời bạc trắng lứa hồng. 12 bên nước thênh thang, từ đây đôi néo quang sang, không cho đời bạc trắng lứa hồng. Vâng, với cặp Pioneer CS-88A màng FB đẹp xuất sắc như thế này, anh em nào yêu thích hãy điện trực tiếp qua số điện thoại của em để đặt hàng. Vâng, thì em cũng xin báo giá luôn với cặp loa này. Hiện tại số em đang bán với giá là 28 triệu và không bao gồm phí ship. Anh em nào yêu thích hãy liên hệ qua số điện thoại của em để đặt hàng là 0908 325 777. Xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.